Tất cả các bạn clip buổi sáng này nha. Sáng nay anh em mình đi cuốn bẫy. Tối được 2 ký mấy các bạn, về ăn thử được 2 ký mấy. Sáng nay xem được nhiều nha. Rồi cái bẫy đầu tiên các bạn xem xong đi, đến hôm mưa tới quá trời chứng mưa các bạn ơi. Đi kính trái ngu. Cái đầu tiên các bạn. Cái này hôm chính nè. Rồi. Cái này không dính, giờ không dính bạn ơi. Mà tới xem đi bạn xem. Cái này hôm sót nè bạn. Này hôm muốn thăm. Không dính luôn bạn ơi. Để tiếp mình quay cho bạn xem. Ba các bạn ơi. Đây. Đây nè. Dính một con các bạn ơi. Trả thứ ba được một con nha các bạn. Trả thứ tư nha các bạn. Đặt xuống dễ sao lấy lên khó vậy. Trời ơi. Con ếch thấy gớm nhỏ xíu. Trời ơi. Cái thứ hai dính con chuột nhỏ các bạn ơi. Rồi tiếp tiếp về cho bạn xem. Dính rồi bạn ơi. Còn bự ở đấy cho nó nữa. Mở xem nữa. Gì đấy. Con cá bên đây cá này nha bạn. Rồi con này bự hết cái bự luôn. Như nào. Chết. Bốn rồi không? Cái thứ năm dính nè. Còn cái này hôm dính giờ dính nữa. Cái thứ năm nha bạn. Đây. Cái thứ sáu kia này. Rồi lấy đi. Vô lấy ra đi. Mưa người tới rồi con xinh xinh ngoài ba. Sao không dính mà. Bảy nè ba. Chuột nhỏ không ạ? Rồi chuột nhỏ quá. Rồi chín rồi, rồi lấy đi. Chưa chín. Trời ơi chuột nhỏ nhỏ không vậy? Chuột này chuột gắn á. Rồi đánh giá xem lắm mấy rồi. Sáng nay chắc thắt rồi. Nhỏ nhỏ không hả kì á. Chuột thấy mượn nha. Tới số rồi mày. Má con này lì nhất. Không biết nào nghe. Quỷ. Bị đi không? Nó đi theo nó để mấy bẫy trên bờ nó cắn mấy bẫy mình không bạn. Bạn không cảm nha. Dính đó, bự. Thứ mấy rồi? Mình có hai con chó nó lì lắm. Con dễ thương người con nó lì. Dính nha bạn, 12.
nó không giúp mình được gì mà nó phá mà. Tao cắn mấy bẫy nào có chuột cắn. Mười hai rồi phải không? 13 rồi bạn. Mấy cái mấy anh đây chứ ngon hơn. Trời ơi chú. Đại mẻ nữa. Đi. Tấm dưới lộn không để đạp cho ẹp hay là không. Chiều nãy cá không giúp rồi, đã cắt ra đây. Mưa tới rồi bạn ơi, chín cái nữa, chín cái này 8 con nó mới cứu rồi nha. Ấy lên nè mọi người. Trời ơi sập dính cọc mọi người. Chết quốc. Tắm cái nước mọi người. Rồi sáng nay thắt rồi mọi người. Thắt nhiên rồi. Ủa thiếu không đây đó, cái bên còn mấy cái nữa. Rồi cái này cũng dính luôn bạn ơi. Sáng này thắt quá. Cái này. Rồi cái này cũng không dính luôn nha bạn. Ủa rồi thiếu là phải về thôi coi. Ờ cái này được con bự nè bạn ơi. Đây. Đúng không? Điện con bự vớt vát luôn con bự. Đây, vô. Rồi vô mình quay tổng kết cho các bạn xem nha. Sáng nay thắt hơn tối rồi các bạn ơi. Này đây nè. Rồi mấy anh em mình gom bẫy dài dài vô rồi vô tới trống mình bấm máy lên cho các bạn xem cái thành quả. Sáng nay cũng như là tổng kết đêm hôm nha các bạn. Rồi mấy anh em đi vô phát hiện cái đôi dép hôm vẫn còn đây nè các bạn. Đó. Trời dép qua trời. Rồi anh em mình làm tác chút chuột nha các bạn. Đây. Con quý đi. Con nó lọ lì nhất các bạn. Thịt mè. Con nào cũng thịt nó comment bên dưới nha, tôi thịt nó luôn. Kìa. Mặt kìa thấy ghét không? Lì lắm. Sáng nay với hôm nó chắc được 3 kg được bạn, 3 kg mấy. Tối 2 kg mấy rồi, tối 2 kg 2 rồi. Có mấy con nhỏ quá. Mấy nhỏ đó nãy tập đầu dục con nó dục mà. Thả nó. Mấy mốt thì nó lớn rồi mình bắt tiếp. Ngủ quá thức dậy đuối quá các bạn ơi. Nằm mấy hết. Tại tới coi đâu anh hơi kia. Quay cái đó ra làm sao luôn đi. Cái móc đó. Ừ vẽ làm sao luôn. Được. Sáng này nãy quên đếm được nhiều con. Chuyện chục con. Có con này bự quá bự nữa các bạn.
Chạy xuống mày. Trong đó có mấy chứ không đó. Thương yêu nhau quá ha. Thằng này thì dễ chịu nè bạn. Hai. Lên tặng hình cái này. Còn thằng đen thấy ghét. Đi đây. Về chỗ khác đi. Tại mày không khoái vậy đó. Đợi chút xíu nữa căng nhiều rồi quay cho bạn xem nha. Này em mới bẫy dính tiếp nha mọi người.